Chúng ta cùng vào ngày thứ nhất. Ichinichime kodomo bakari ka. Ở đây chúng ta nhìn thấy một bức tranh về tàu điện, và chúng ta thấy có cả trẻ con và những người lớn cùng đọc quyển sách. Và người ta viết là kodomo bakari ka okinawa de manga ni muchiu ni natteru jose ni kurabete danse no hoga yoku jondeiru. Sau khi học cái bài này xong thì chúng ta dịch được câu này là không chỉ trẻ con mà ngay cả người lớn cũng trở nên say mê đọc cái sách manga. Và so với phụ nữ thì đàn ông thường đọc nhiều hơn. Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Hajime maso. Chúng ta cùng vào cái cấu trúc phát thứ nhất, đó chính là Moshiron. Trước Moshiron chúng ta sẽ là danh từ 1 cộng quá, sau Moshiron sẽ là danh từ 2 cộng mố. Và ý nghĩa của cấu trúc này có nghĩa là danh từ 1 là đương nhiên rồi và danh từ 2 cũng. Chúng ta cùng vào với ví dụ thứ nhất là Kare wa benkyou wa Moshiron sports mo yoku dekiru. Anh ấy thì học thì cũng là đương nhiên rồi, nhưng chơi bóng, chơi thể thao cũng giỏi nữa. Ví dụ thứ hai là Kia beji wa itamete taberu no wa moshiron nama de tabete mo oishii desu. Bắp cải đấy thì ăn xào thì là đương nhiên rồi, nếu mà để sống thì cũng ngon nữa, ăn sống cũng ngon nữa. Chúng ta cùng sang cấu trúc ngữ pháp thứ hai, đó chính là bakari. Bakarika có nghĩa là không chỉ mà còn. Và sau bakarika thì chúng ta sử dụng danh từ cộng với mố. Trước bakarika thì chúng ta chưa tính từ động từ danh từ về thường, trong đó tính từ đơn nga chúng ta giữ nguyên nga, danh từ chúng ta để nguyên. Và ngoài ra chúng ta có thể sử dụng bakari để na cự. Chúng ta cùng phân tích cái ví dụ thứ nhất. Anomisi wa aji ga warui bakari ka teni no taido mo hidoi. Cái cửa hàng đó không chỉ vị không ngon mà thái độ của nhân viên cũng tồi tệ. Ví dụ thứ hai là watashi wa kanji bakari ka mara hiragana mo kakemasen. Tôi thì không chỉ kanji mà vẫn không thể mà còn không thể viết được cả cái chữ hiragana. Chúng ta cùng sang cấu trúc ngữ pháp thứ ba là ni kurabete. Trước ni kurabete chúng ta sẽ là danh từ hoặc là một đoạn văn cộng với no. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng kore, sore, ni kurabete. Và ở đây ni kurabete có nghĩa là so với một việc gì đó. Thì ví dụ thứ nhất là shiken monnai wa sakune ni kurabete dasashiku natta. Cái về vấn đề kỳ thi đấy thì so với năm ngoái thì mà trở nên bây giờ năm nay thì cũng trở nên dễ hơn. Ở đây chúng ta có sakune ni kurabete so với năm ngoái. Ví dụ thứ hai là misene kao no ni kurabete kurabe chusin hanbai wa nemi dara kete mo aru. So với cái mua ở cửa hàng đấy thì cửa bán hàng tự động đấy thì cũng tiện lợi nhưng mà cũng có những cái khuyết điểm. Chúng ta cùng sang cái cấu trúc ngữ pháp cuối cùng ngày hôm nay, đó chính là ni tai shite. Trước ni tai shite thì chúng ta luôn để danh từ hoặc là một đoạn văn chúng ta cộng thêm no. Và ni tai shite thì có nghĩa là đối với vấn đề gì đó thì, hoặc là trái với vấn đề gì đó thì. Ở đây chúng ta cùng đọc cái ví dụ thứ nhất là Tanaka sensei wa seito ni tai shite kibishi. Đối với thầy Tanaka, thầy Tanaka thì đối với học trò thì rất là nghiêm khắc.
Ví dụ thứ hai là Majimena Chonani Taste Jinanwa Asun De Bakri De Vako De Vako Mo Yoku Yasumu. Trái với cái anh người anh trưởng nam đấy nghiêm khắc hay là chăm chỉ thì cái người con trai thứ hai thì chỉ toàn là chơi và thường xuyên nghỉ học. Chúng ta cùng chuyển sang phần Renshu. Renshu Ichi, câu thứ nhất chúng ta có hai đáp án là Nikurabete, Bakrika. Nikurabete là so với gì đó và Bakrika thì có nghĩa là không chỉ mà còn. Và ở đây chúng ta có câu này là Dobutsu no Otsu wa Mesu và Hade de Kirei na Bai wa Oi. Ở đây thì ô sự có nghĩa là con đực, nghe sự có nghĩa là con cái, là con đực so với con cái thì con đực thì có cái màu sắc và màu sắc sặc sỡ và đẹp hơn. Vì vậy chúng ta phải chọn đáp án là A. Câu thứ nhất chúng ta chọn đáp án là A. Câu thứ hai chúng ta có thấy ở đây sau dấu ngoặc thì chúng ta thấy có Bakari đến Nam Cự. Và trước Bakari chúng ta nhớ rằng danh từ sẽ tính từ đôi na giữ nguyên na, vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Câu này đọc là Watashi no furu sato wa fumen na bakari demon de na ku samusa wa kibishi, là quê hương của tôi không chỉ bất tiện mà cái lạnh thì còn rất là khắc nghiệt. Câu thứ ba chúng ta có hai đáp án là Bakari de Naku và Nitaise. Bakari de Naku là không chỉ mà còn, và Nitaise là đối với hay hoặc là trái với. Và đây câu này người ta cho là Ano mise wa Yasumi no hi Fudan mo hi mo konde imasu. Ở đây chúng ta thấy Nitaise thì phía sau nó sẽ không có mố, và chúng ta theo cấu trúc khác thì chúng ta có thể chọn là A. Tuy nhiên thì nghĩa câu này thì chúng ta chỉ có thể chọn là A được thôi. Và cái câu này có nghĩa là cái cửa hàng này không chỉ là ngày nghỉ mà những ngày bình thường cũng đông. Câu thứ tư chúng ta có hai đáp án là Ni Kurabete và Wa Mochiron. Và sau Ni Kurabete chúng ta thấy là sau Wa Mochiron thì sẽ là danh từ cộng mố. Ở đây chúng ta thấy có Ona Otona mố. Vì vậy trong cấu trúc pháp thì chúng ta có thể chọn B. Và câu này đọc là Kareno Anime Sakuhin Wa Kodomo Wa Mochiron Otona mố tan no shimeru. Là cái tác phẩm anime của cô ấy thì không, trẻ con là đương nhiên rồi mà người lớn cũng muốn xem nữa, cũng thích. Câu thứ năm chúng ta có hai đáp án là Nitaise và Bakrika. Ở đây sau Bakarika thì chúng ta thấy có danh từ cộng mố, tuy nhiên ở đây không có. Để chắc chắn hơn thì chúng ta đọc cái câu này: Kono mise o hizo suru hito wa hiru na wa shifu ga oi kore jibata wa sasin hakasai ga oi. Cái người sử dụng của cửa hàng này vào buổi trưa thì là vợ chồng thì là nhiều, nhưng mà trái với buổi trưa đấy thì buổi chiều thì nhân viên công ty là nhiều. Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Chúng ta cùng sang phần Rinsuni. Rinsuni chúng ta câu thứ 6 chúng ta có một đáp án là Okureteru Nensa ga Taisute wa Vizio. Và sau O thì chúng ta sau 4 đấy Vizio thì chúng ta phải có một động từ, vì vậy 4 sẽ đứng trước Setsume Shita. Ở đây chúng ta thấy là Densa giá sẽ đứng ở đầu. Và Okurateru thì chúng ta thấy là một cũng thể đứng
Đằng sau hai phía trên câu người ta cho là ekin wa zo zo kia cự ni, vậy ta sẽ phải đi với ní, vì vậy là sau zo kia zo kia cự ni thì chúng ta phải là ta sẽ, và chúng ta còn lại đen xạ giá và oku rete rự, vì vậy xạ giá phải đứng trước oku rete rự. Và đọc cả câu này là ekini wa zo kyo tự mi ta ste đen sợ là okurete ru ryo ryo sechimesta, nhân viên cửa hàng đối với các khách hàng lên xe thì nhân viên cửa hàng đang giải thích cái vấn lý do mà cái xe điện này đến muộn. Câu thứ bảy chúng ta có hai đáp án là đồ ní hay no ga kurabete và chikai ra sư các bạn. Ở đây trước gravity thì chúng ta phải cố lý, vậy ba sẽ phải đứng trước một, ba phải đứng sau một, và câu này ở trên người ta cho là atarashi cụ cắt xạ cây ta đen hoa và osare osare deki re da ga. Câu này nghĩa là điện thoại di động tôi mới mua gần đây thì đẹp và hợp thời, nhưng mà so với cái trước đấy thì so với cái trước dễ sử dụng thì cái này khó hơn, đúng không ạ? Đúng vậy, chúng ta thấy là có 2, 4, 1, 3 là trình tự phù hợp. Vậy là bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Chimina-san, mata asu ne.